trụ cột của U22 Indonesia sẽ trở lại để thi đấu cho đội xuất phát. Với những gì theo dõi kể từ đầu season đến giờ thì ông nghĩ rằng là ở cuộc so tài chuẩn bị diễn ra, U22 Indonesia họ sẽ chơi pressing tầm cao ngay từ đầu hay là họ sẽ chơi phòng phản công trước đội tuyển U22 Việt Nam của chúng ta? Có lẽ là trận này đối với Indonesia thì họ cũng đánh giá mình là rất cẩn trọng, Hồng Anh. Nhưng với Indonesia họ quyết tâm năm nay họ sẽ giành chức vô địch. Mà cái trận này là cái trận rất quyết định. Nếu mà không thắng thì thôi. Xong. Nhưng mà nếu thắng thì họ lại có một cái bước đà. Thế cho nên tôi thấy là trận này họ không có phòng ngự. Thứ nhất là thời gian đá. Họ hơi lợi lúc đấy mình. Lúc này thì bóng chuẩn bị lăn rồi. Có lẽ là nếu mà cần thời gian thì chúng ta sẽ còn rất là nhiều điều để nói về cuộc so tài rất nhanh thôi. Xin mời ông Nguyễn Sĩ Hiển đưa ra dự đoán về kết quả của một trận đấu. Tôi nghĩ là mình vẫn thắng. Và hiệp đầu là mình thắng 1-0. Đó là dự đoán của Nguyễn Sĩ Hiển. Còn hai vị viên Quang Việt và Việt Khuê thì dự đoán của anh là như nào? Trận trước thực ra Nguyễn Sĩ Hiển ở đây chúng ta đã cũng đá 16 giờ, chúng ta cũng thắng hiệp 1-0 Singapore với một tình huống phản công, và tôi hy vọng là ngày hôm nay chúng ta cũng có phản ứng sớm trong hiệp đấu đầu tiên. Còn anh Việt Khuê, đội hình trường quay giữ nguyên, tôi nghĩ là kết quả giữ nguyên, chúng ta sẽ thắng 1-0 trong hiệp 1. Vâng, thưa quý vị khán giả, như vậy là có một sự trùng lập khá thú vị khi mà cả vị khách mời trường quay chuyên gia bóng đá Nguyễn Sĩ Hiển và hai vận động viên Quang Việt và Việt Khuê đều có chung một dự đoán kết quả của 1 sẽ là 1-0 nghiêng về thầy trò huấn luyện Philippe Chaussier, và chúng ta sẽ cùng chờ xem là dự đoán này có chính xác hay không, hay là thậm chí nếu như bất ngờ xảy ra thì chúng ta có thể có được một tỷ số cân đậm hơn như thế. Và ngay bây giờ xin mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với sân vận động Olympic tại thủ đô Phnom Penh của Vương quốc Campuchia để chuẩn bị theo dõi và cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Philippe Chaussier trong trận bán kết đầu tiên môn bóng nam SEA Games 32 gặp đội tuyển U22 Indonesia. Chúng ta sẽ còn gặp lại các vị khách mời trở quay ở